Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay quay lại cái video là ấp trứng gà các bạn. Thì ngày hôm nay nó xảy ra một số vấn đề mà Hợp muốn chia sẻ với các bạn trong video này, trong cái video ấp trứng gà này. Thì do mấy thời tiết ngày hôm nay các bạn, nó khá là nóng các bạn, khá là nóng. Cho nên là cái nhiệt độ bên ngoài nó cao hơn so với nhiệt độ trong cái thùng thùng ấp này các bạn, cho nên là nhiệt độ nó tăng một cách đột biến các bạn. Ở đây các bạn thường để ý hợp ấp với cái nhiệt độ là 37 độ 7, nhưng mà ngày hôm nay là nó bây giờ nó lên là tới 39 độ 39 độ. Thì cái việc mà nhiệt độ lên quá cao này sẽ làm cho trứng chúng ta sẽ bị chết phôi, chết phôi. Thì chính vì thế cho nên là các bạn lưu ý với cái thời tiết oi bức mùa hè này ở cái khu vực Quảng Nam này, thì nhiệt độ bên ngoài nó cao hơn so với nhiệt độ trong thùng các bạn, cho nên là nó làm cho cái nhiệt độ trong thùng này nó tăng lên, tăng lên. Thì các bạn là lưu ý là lúc khi mà nó tăng lên như vậy thì chúng ta cần phải có biện pháp là, một là chúng ta mở bớt cửa ra, hé hé cửa ra các bạn, hé hé cửa ra để cho nhiệt độ nó giảm xuống. Hai nữa là các bạn tìm một cái vị trí nào nó tương đối là mát nhất trong cái ngôi nhà của các bạn, mát nhất trong cái ngôi nhà của bạn, để các bạn đặt cái máy vào cái vị trí đó để làm sao cho cái nhiệt độ nó giảm xuống, nó giảm xuống ở 37 độ 7. Chứ không mà nếu như mà nhiệt độ này nó cứ kéo dài liên tục 39 độ đó, khi mà Hợp mở cửa các bạn thấy không, nó đã xuống 38 độ 6. Còn cái nhiệt độ mà Hợp mặc định là nó 37 độ 7 nha các bạn đó. Nhưng mà khi mà nhiệt độ ở bên ngoài nó quá cao thì nó sẽ làm cho cái chuồng ấm của chúng ta, cái lò ấp của chúng ta, nó nhiệt độ nó tăng lên, tăng lên các bạn thấy không, nó tăng lên một cách đột biến như vậy đó. Đột biến thì nó tăng lên quá cao như vậy thì sẽ làm cho trứng của chúng ta chết, chết phôi. Chết phôi thì dẫn đến tình trạng là trứng nó sẽ không nở các bạn đó. Hoặc là các bạn tăng độ ẩm lên, tăng độ ẩm lên, tức là chúng ta đổ nhiều nước vào trong cái khay á, để cho nhiệt độ nó có khả năng là nó giảm xuống. Thì đó là cái cách mà chúng ta khắc phục và khi mà thời tiết bên ngoài quá cao, nhiệt độ môi trường quá cao các bạn. Thì vì lý do vì sao mà Hợp hồi nãy Hợp có chia sẻ ở video trước là cái chuồng ấn Hợp để thế vào cái chỗ chỗ lò ấp các bạn, lò ấp máy ấp. Thì vì cái khu vực đó nó cũng cao các bạn, cao mà đem ra đây thì nhiệt độ nó cũng khá là cao các bạn. Thì bây giờ Hợp đành là phải là chúng ta mở bớt cửa ra, mở hé cửa ra, hé cửa ra. Thì các bạn nên lưu ý khi mà các bạn ấp trứng gà vào cái mùa hè, nhất là cái khu vực ở miền Trung này các bạn, mùa hè nó nắng rất là nhiều. Bạn thấy không, trong này nó nở được hai con. Mặc dù nước ở trong đây thì nó cũng đầy đủ các bạn, nó khá là đầy đủ, mà nhiệt độ nó vẫn tăng cao thì rất là nguy hiểm cho khi chúng ta ấp trứng. Các bạn cần lưu ý một số vấn đề như vậy. Thì trong trong cái máy thì khi mua về thì người ta đã mặc định trong đó rồi, là ấp trứng gà bao nhiêu thì nó mặc định trong đó là từ 37 độ 7, 37 độ 4 có, 37 độ 5 có, tùy theo cái máy mà người ta cài đặt. Nói chung là sẽ dao động cộng trừ trong đó là khoảng tầm là 0,5 độ. Trứng thì ngày hôm nay nó đầy lòng nữa các bạn, nó đầy rồi các bạn. Thì sắp tới khoảng tầm 5 ngày nữa là sẽ có một cái lứa mới. Thì khi mà trứng mà 15 ngày thì Hợp sẽ chuyển xuống cái vùng không đảo nữa. Thì cái quy trình mà ấp trứng gà thì Hợp cũng đã chia sẻ mọi người biết rồi.
Thì đây là cái thông tin. Thì lúc ban đầu Hợp không biết các bạn, Hợp cứ nghĩ là do cái lỗi hệ thống của máy ấp. Thì Hợp có điện lên chỗ cái nơi sản xuất cái máy này. Lúc Hợp mua thì người ta bảo là nhiệt độ, bây giờ trường hợp đó nó xảy ra là do nhiệt độ môi trường bên ngoài nó cao hơn so với nhiệt độ ấm của cái máy này, cho nên là nó làm cho cái thông số nhiệt độ nó tăng lên, nó tăng lên, nó tăng lên. Thì khi mà nó tăng như vậy thì chúng ta phải tìm một cái nơi nào mát nhất trong ngôi nhà, mát nhất trong ngôi nhà thì chúng ta đặt cái máy này, để cho nhiệt độ nó hạ xuống, thì ở đây Hợp cũng đặt nơi vị trí nó tương đối là thông thoáng và nó mát, nhưng mà nó khi mà vào mùa mưa, mùa nắng thì nó cũng cũng tương đối là cao các bạn. Các bạn để ý không? Đây là 39 độ, 39 độ, mà bây giờ mở cửa ra thì nó mới giảm xuống là 37 độ, 37 độ 9. Đó, 37 độ 9. Thì như vậy là tương đối là cao các bạn. Nhiệt độ môi trường bên ngoài tương đối là cao. Thì các bạn lưu ý những cái điều mà khi ấp trứng gà vào mùa thời tiết nắng gắt như thế này. Đó. Thì video này Hợp tạm dừng. Hợp sẽ chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn nào mà có đang ấp trứng hoặc là đang xảy ra những cái trường hợp như như Hợp thì lưu ý. Đó. Lưu ý chúng ta, chúng ta nên thường xuyên theo dõi để mà hạn chế được cái rủi ro đối với khi việc ấp trứng. Rồi, Hợp xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.